Tập 9. Okamura, trộm cướp ở Sơn Đông nhiều như lông, nhưng cậu phải hiểu rằng một loạt vụ án xảy ra ngay trước mắt cậu không liên quan lắm tới bọn trộm cướp. Okamura, xin được nghe đại tá chỉ giáo. Cậu xem thử ảnh bằng chứng trưởng cơ quan đặc vụ Lâm Thành cung cấp đi. Đây là dấu vết để lại sau khi mất vũ khí. Còn bức này nữa, đây là dấu vết một tàu tù binh Quốc Dân Đảng để lại khi bỏ trốn. Hai lần gây án là cùng một thủ đoạn, chứng tỏ là do một người gây ra. Nói như vậy là cả hai lần hành động đều có mục đích quân sự. Chính xác. Nhưng người này không phải là Lý Cựu. Dù hắn được mệnh danh là vua trộm ở Lỗ Nam, nhưng không đủ gây nguy hiểm cho chúng ta. Lý Cửu này rất vô trương, nhiều vụ án rõ ràng là do hắn gây ra. Đó chỉ là bề nổi. Suy luận sâu hơn thì nhiều hành vi không phù hợp với động cơ phạm tội của Lý Cửu. Đúng là Lý Cửu khá vô trương, nhưng mà cậu phải biết rằng tên này luôn ham tiền, không vì tiền thì không làm. Giải cứu tù binh Quốc Dân Đảng giải thích thế nào? Ăn trộm sổ sách hiệu buôn giải thích thế nào? Nhuộm máu hiệu buôn, giết người mà không lấy tiền, Lý Cửu có thể làm ra chuyện đó không? Không thể nào. Đại tá Kayayama phân tích rất có lý. Đây không phải là nhận định của riêng tôi, phải cảm ơn học trò của tôi, trưởng cơ quan đặc vụ ở Lâm Thành, Matsuki. Bây giờ cậu ấy đã trở thành một chuyên gia về Trung Quốc. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy rồi. Đại chứng quầy, đây là lợi nhuận tháng này. Phát tài rồi, tôi thích lắm. Quân tử thì ai mà chẳng yêu tiền chứ. Dương Tan, anh là một người bạn tốt, tôi không nhìn nhầm người đâu. Tôi cũng vậy, trưởng quầy đối xử với tôi quá tốt, ưu tiên mua than của chúng tôi, đúng là bạn tốt. Vì chúng ta là người cùng hội cùng thuyền mà. Đại trưởng quầy, Tảo Trang chúng tôi có câu tục ngữ gọi là châu chấu trên cùng một sợi dây. Vậy bây giờ chúng ta là như vậy rồi. Ngôn ngữ Trung Quốc thật là phong phú. Đại chứng quầy, ngoài kia có một tên đại nhân tới. Dương Tàn, anh cứ ngồi ở đây trước đi, tôi đi rồi quay lại ngay. Được, ông cứ lo công việc của ông đi. Anh Cường, Thuận Tử, thế nào rồi? Làm nhị đầu thế nào? Anh Cường, em kém xa anh. Kanayama hay nhắc tới anh lắm đó. Thuận Tử, tên giặc đó là ai vậy? Không biết. Cậu phải để ý nhiều vào, có gì thì báo ngay cho tôi biết. Thuận Tử, cậu nói với đại chứng quầy một tiếng, tôi không đợi ông ta được nữa, tôi đi trước đây. Anh Cường đi thông thả. Kayayama đang ở trong đó, chúng ta vào xem thử đi. Kayayama, sổ sách với vali đựng tiền để ở đây. Lúc đó anh có ngủ ở trong phòng không? Lúc đầu không ngủ. Tại sao? Vì hát hò. Matsuki cứ vui là hát. Hôm đó ông ta uống say rồi, cứ tưởng không hát nữa. Ai ngờ sau lại hát tiếp, vô cùng khó nghe luôn. Không còn cách nào khác, tôi đành trùm mình để ngủ. Vậy là chuyện xảy ra trong phòng Matsuki anh không biết gì cả à? Đúng vậy. Vậy chuyện xảy ra trong phòng Hirano anh có biết không? Tôi cũng không biết. Vậy chuyện xảy ra trong phòng của anh sao anh lại biết? Tôi bị tấn công trong lúc ngủ, chỉ cảm thấy có người đang chém tôi. Anh nhìn thấy cái gì? Không thấy gì cả, chỉ cảm thấy đau. Sau đó tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Xem ra anh là người bất hạnh nhất. Tôi là người may mắn nhất chứ? Không, quá trình là bất hạnh nhất, nhưng kết quả anh lại là người may mắn nhất. Tôi nghe nói anh với Matsuki và Hirano quan hệ vốn không tốt. Không không không, chúng tôi đã làm qua rồi. Kageyama đang nói chuyện trước kia. Tôi còn nghe nói anh rất ghen tị với việc họ dùng công quỹ đi vui vẻ. Đúng vậy, mà chi phí mỗi lần vui vẻ xong đều ghi vào sổ sách công. Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ. Kanayama nè, anh là người có lòng. Cái xe đẩy này, đừng coi thường nó, mỗi lần chở được ít, đẩy nhiều chuyến là có hết. Chuyện là thế này, tôi núp ở cửa sổ nhìn trộm, hình như là điều tra chuyện gì đó. Kanayama rất cung kính với tên giặc này, tiễn ra tận cửa luôn. Chắc không phải là chuyện đánh nơi hiệu buôn đâu hả? Cậu nói đúng, tôi phải tìm Kanayama dò la thử. Được. Đại chứng quay, đại chứng quay, ông định đi đâu vậy? Dương Tan, tôi đi mua đồ. Sao hôm trước anh lại về trước vậy? Thật ngại quá, tôi không phải cố ý tới tận nhà để xin lỗi ông đây sao? Dương Tan, anh khách sáo quá. Không không, chuyện hôm trước tôi đi là vì thấy một vị đại nhân tới tìm ông, hình như có việc quan trọng, sợ làm lỡ việc của ông thôi. Vậy được, anh đi cùng tôi, đi thôi. Đại chứng quay, sao trong ông có vẻ không vui vậy? Có phải vị đại nhân đó... Đại nhân đó tìm tôi là để điều tra vụ án hiệu buôn, đặc biệt cử tới từ Tế Nam. Lâu như vậy rồi vẫn còn điều tra nữa à? Anh không hiểu rồi. Tên đại nhân này gây áp lực rất lớn. Nghi ngờ ông sao? Không biết nữa. Hình như hắn nhất định phải điều tra cho rõ. Đi thôi. Tên mới được cử tới là đại tá Kageyama. Hắn tới tìm Kanayama chính là vì chuyện hiệu buôn. Xem ra tên giặc này vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án ở hiệu buôn. Cộng thêm lần càn quét này, giặc thiệt hại nặng nề. Chúng chắc chắn nghi ngờ ở Tảo Trang có tổ chức ngầm của đảng ta. Tên đại tá Kageyama được cử tới từ Tế Nam này xem ra rất gian xảo, không dễ đối phó. Tình hình bất lợi cho chúng ta rồi. Chúng ta phải chuẩn bị trước, đề phòng bất trắc. Anh Hoàng Nhị không tin được. Chúng ta tự đi tìm chính quỷ với anh Hồng đi. Được, đi thôi. Anh Lý. Anh Lý. Không, chính quỷ. Anh dẫn chúng tôi theo với. Chúng tôi muốn tham gia bác lộ quân. Phải anh Lý, mọi người đều muốn tham gia bác lộ quân. Mấy cậu la lối gì vậy? Mấy cậu tưởng tham gia bác lộ quân đánh giặc là trò trẻ con à? Là chuyện mất đầu đó. Tôi không sợ chết, tôi không yếu đuối. Dẫn tôi đi với anh Hồng. Phải đó anh Hồng, dẫn các anh em đi cùng đi. Lão Hồng. Được. Vậy tôi chính thức tuyên bố, các anh em ở xưởng than gia nhập đội du kích đường sắt. Tuyệt quá. Matsuki và Hirano bị giải quyết rất nhanh, mà đều là vết thương do đao, hầu như nhát nào cũng vào chỗ hiểm. Mà vết đao trên người Kanayama cũng bị chém rất nhiều, nhưng lạ là không có nhát nào chí mạng. Hắn ta thực sự may mắn vậy sao? Điều này đúng là có chút khó tin. Cộng thêm Kanayama với Matsuki và Hirano, bọn họ vốn bất hòa. Có thể suy đoán tên Kanayama này rất đáng nghi ngờ. Ý của ngài là vì chức vụ đại trưởng quầy mà liều lĩnh hành động cũng không phải là không có khả năng.
Đại nhân, nghe nói Kanayama đầu tư vào xưởng than ở ngoài, kiếm được khối tiền. Giặc tới rồi. Ai trong các ngươi là trưởng quầy xưởng than? Giá gặp đại nhân. Tôi đây. Anh chính là trưởng quầy xưởng than à? Phải, chính là tôi. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi. Tôi thực sự không nhớ ra. Đại nhân, mời ngài vào ngồi. Tôi nhớ ra rồi. Anh chính là họ hàng gì đó của tên nhị đầu ở Hiệu Buôn. Đúng rồi, Dương Cường là em họ của tôi. Chả trách hắn ta từ chức ở Hiệu Buôn xong có phải hùng vốn danh mở xưởng than không? Đúng vậy. Lại đây. Dạ. Đại nhân hỏi đại trưởng quầy Kanayama ở Hiệu Buôn chiếm bao nhiêu cổ phần ở đây? Khai thật ra. Cổ phần gì chứ? Không có. Anh không nói thật. Đại nhân, sự thật không có mà. Dương Cường với Kanayama thân nhau như hình với bóng, sao lại không có cổ phần? Thực sự không có. Hiệu Buôn mua than cốc của chúng tôi. Chúng tôi với đại trưởng quầy Kanayama chỉ là quan hệ mua bán. Mua bán? Tôi thấy việc mua bán này không bình thường đâu. Mỗi tấn 12 đồng, Kanayama trả cho các người 15 đồng. Giải thích thế nào? Than cốc 12 đồng một tấn này là do xưởng than nhỏ đun, chất lượng kém. Than cốc của chúng tôi bán cho Hiệu Buôn là do xưởng than lớn đun ra. Chúng tôi và đại trưởng quầy Kanayama có hợp đồng. Hợp đồng đâu? Đi, lấy hợp đồng cho đại nhân xem. Còn sổ sách nữa, mang ra đây. Chúng tôi đóng thuế theo quy định, dựa vào đâu mà kiểm tra sổ sách? Thằng nhãi này là ai vậy? Dám nói chuyện với đại nhân như vậy à? Chán sống rồi sao? Đi, lấy sổ sách với hợp đồng tới đây, cho đại nhân xem. Đi mau. Cái tên không biết trời cao đất dày này. Đại nhân, sổ sách tôi mang đi. Đại nhân cứ tự nhiên, mang đi. Mở đường. Mời ngài. Mời đại nhân. Đại nhân đi thông thả. Chính quỷ, anh muốn nói gì? Tôi lo là mấy đồng chí này của chúng ta phóng túng quen rồi, uống rượu gây sự, lỡ có sơ suất gây ra chuyện gì sẽ khiến cho giặc chú ý tới. Đúng vậy. Chính quỷ, anh có cao kiến gì không? Trước đây các anh đã từng tổ chức học tập chính trị chưa? Chính quỷ, con người tôi anh cũng biết rồi đó. Chuyện này bản thân tôi còn chưa hiểu rõ nữa là. Nhưng mà lần này anh tới là tốt rồi. Vậy được, từ ngày kia tranh thủ buổi tối lúc rảnh rỗi tổ chức học tập chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng của mọi người, dùng lý luận cách mạng vũ trang cho đầu óc chúng ta. Được, tôi tán thành. Chính quỷ, tôi thấy chúng ta cứ bắt đầu tối mai đi. Được. Anh Lỗ, tôi nghe anh Hồng nói rồi, tối nay chính quỷ dạy chính trị cho chúng ta. Nếu có việc gì thì phải xin phép. Vậy chính trị? Chính trị gì? Thì tôi nghĩ giống như là ở trường học đó. Thầy giảng, học sinh ngồi nghe. Ngồi ở trường học nghe giảng, vậy chẳng phải học lại à? Anh Lỗ, anh thấy không cần phải học lại à? Cậu mới phải học lại đó. Nào, đặt cược đi. Mở đây. Đặt đi. Tay. Nhà cái thắng. Các đồng chí, trật tự nào, trật tự. Đừng có ồn ào nữa. Các đồng chí, hôm nay chúng ta bắt đầu học chính trị. Cái gì đây? Anh xem vận may của tôi nè. Tôi nói cậu nhóc này vận may tốt thật đó. Anh không biết là cậu ta thua rồi. Cậu ta thua ít hơn tôi. Các đồng chí, hôm nay chúng ta sẽ nói về tình hình chiến tranh chống phát xít thế giới.
Hitler của Đức và Mussolini của Ý cấu kết với nhau. Chúng gây ra chiến tranh thế giới, đang gấp rút thành lập phe trục gì đó. Hiện nay, tình hình châu Âu rất gay gắt. Sau khi Ba Lan, Hy Lạp, Pháp thất thủ, những người dân chịu ảnh hưởng, hàng ngày sống trong cảnh lầm than. Đây đều là ảnh hưởng và tác hại của chiến tranh. Dậy đi, dậy đi. Có người mời anh uống rượu kìa. Ai mời tôi uống rượu? Tôi nói cho mọi người biết, lớp chính trị này không thể không học. Ngày mai lại học tiếp. Lại học nữa. Tiểu Pha, thêm nước vào đi. Thêm nước vào. Nhanh lên, chia bài đi, chia bài. Nói năng cọc cằn, thắt lưng đeo con lợn. Tới đây. Lão Hồng, sao hôm nay các đồng chí vẫn chưa tới vậy? Đúng rồi, mọi người đâu? Lão Hồng, Cương Tử, người đâu? Đừng nhắc nữa, đám nhóc đó lúc sắp tan ca đều nói có việc, chuồn mất rồi. Hay là để tôi đi tìm từng đứa một về. Đi nhanh lên. Khoan đã. Dương Cường, trâu không uống nước sao ép được? Chắc là do đạo lý tôi giảng hơi thâm sâu. Chính quỷ à, mấy đứa này chữ to còn không biết mấy chữ. Họ sao biết Hitler là ai chứ? Đừng nói là họ, tôi nghe còn thấy khó hiểu nữa là. Khó hiểu cũng phải nghe. Tôi nói chính quỷ nghe, đừng nản chí. Họ nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Đây là kỷ luật. Xem tôi ngày mai trị họ thế nào. Nào nào nào, uống đi. Rót đầy, rót đầy. Tất cả chú ý, ăn cơm xong chúng ta bắt đầu học đó. Tôi đi nhà xí đây. Tiểu Pha, đi, tôi mời. Không phải học thôi sao? Có phải còn uống thêm vài chén không? Của tôi đầy đủ cho anh uống cả bình rồi. Đi đi đi. Mọi người đi đâu vậy? Chính quỷ vất vả như vậy, giảng đạo lý cách mạng cho các cậu, các cậu không nghe cho đàng hoàng, các cậu định làm gì? Ngồi xuống hết đi. Lại nổi nóng rồi. Thôi thôi, ngồi xuống nhanh lên. Nói là không đi mà cậu cứ bắt tôi đi. Tôi biết làm sao được. Chính quỷ, ngồi xuống, ngồi xuống. Đừng nhìn tôi, nhìn chính quỷ. Ngồi đàng hoàng vào, nghe giảng bài. Mọi người có biết hai chữ này không? Không biết, không biết. Mọi người đọc theo tôi. Chữ này đọc là lao. Chữ này đọc là động. Ghép lại là lao động. Lao động là gì? Loài người chúng ta là do lao động tạo thành. Lao động tạo ra thế giới, cũng tức là có lửa, có sự săn bắt và canh tác. Cho nên nói, loài người là tiến hóa từ loài dượng. Loài dượng là cái giống gì? Khỉ thì mọi người biết chứ. Biết, chẳng phải là khỉ lông sao? Phải, 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 đúng vậy. Dượng với khỉ là họ hàng gần. Vậy là chúng ta đều biến ra từ khỉ lông mà. Cậu, anh dạy chính trị kiểu gì đó? Sao lại nói giọng điệu giống giặc vậy? Đúng đó, giặc mắng chúng tôi là khỉ lông. Anh cũng nói chúng tôi là khỉ lông. Anh không phải là đặc vụ Nhật Bản đó chứ? Lỗ Hán, Quan Nhị, các cậu muốn làm gì vậy? Không được vô lễ với chính quỷ. Chính với chả quỷ cái gì? Chúng tôi là vị anh hùng mới tụ tập lại với nhau để đánh giặc. Vậy mà hắn ta là cái gì chứ? Hắn ta biết uống rượu, biết cướp tàu không? Tôi thấy cậu là muốn bị đánh rồi. Bình tĩnh nào, anh đánh đi, đánh đi. Lỗ Hán tôi mù mắt, sao lại nhận một đại ca hèn nhát nhanh chứ? Tôi không phục. Cút, bình tĩnh, cậu cút cho tôi. Bảo chúng tôi cút, cút thì cút. Tiểu Pha, chúng ta đi. Đi, anh Hồng không bênh vực chúng ta, chúng ta còn làm gì nữa? Đúng vậy, đi thôi. Đi. Chúng ta cũng đi đi. Đi đi, đi thôi. Nè, lớp chính trị của chính quỷ giảng xong nhanh vậy à? Anh tránh ra. Đi. Lỗ Hán, nè, sao vậy?
là chuyện gì đấy? Đặt tiền nào, đặt tiền đi. Anh Lâm, xem ra hôm nay chúng ta đỏ bạc rồi. Hai vị chắc không phải đen tình đó chứ? Tôi nói cho anh biết, hôm nay hai ông đây tâm trạng không tốt, tới đây chơi dài dáng, đổi không khí. Đừng có cái vẻ chó cậy thế người đó. Lát nữa thắng cho anh xem. Đặt hết đi. Đặt hết. Nào, đặt đi, đặt. Được rồi chứ, còn đặt nữa không? Không đặt là tôi mở bài đó. Mở đi, mở đi, đừng có lề mề nữa. Khoan đã, tôi đi nhà xí cái. Mở bài rồi hãy đi. Không nhịn được nữa rồi. Khóa bài, khóa bài. Anh Lâm, hôm nay vận may của chúng ta không tồi. Thật là ngại quá. Mở khóa. Còn ai đặt nữa không? Không ai đặt nữa à? Không đặt nữa thì tôi mở nha. Khoan đã, chắc là búa tạ. Hết tiền tính khất nợ đà. Dây. Chính quỷ, tôi thấy chuyện chúng ta dạy học này phải bàn bạc kỹ hơn. Lão Hồng, Dương Cường, hai người nói rất đúng. Xem ra sau này chúng ta không thể lấy nguyên bộ quản lý quân đội chính quy áp dụng lên những người chưa từng mặc quân phục một ngày nào. Như vậy không ổn. Sau này chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ, theo tình hình thực tế vậy. Như vậy là đúng rồi. Chỗ này chắc chắn có vấn đề. Dám chơi dám chịu. Đừng có ý không được trách mạo xí thối. Có tin tôi đập sòng bạc của anh không? Anh dám? Ra tay. Chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh lên. Anh Lâm, để tôi đi gọi người. Được rồi chính quỷ, muộn rồi, đi ngủ thôi. Được, hai người cũng về sớm đi. Được. Anh Hồng. Anh Hồng, không hay rồi. Lâm Trung đánh nhau với chủ sòng bạc rồi. Lại là sòng bạc. Đánh nhau cũng không biết đi chỗ khác. Mặc kệ. Lão Hồng, không đi không được đâu. Anh không biết đâu, Lâm Trung đó là một thằng ngốc. Không đánh cho một trận thì không chừa được mà. Hoàng Nhị, sao lại đánh nhau vậy? Đánh bạc thua là do sòng bạc, họ chơi bịp. Sòng bạc mà không bịp thì kiếm tiền kiểu gì? Anh Hồng, anh phải cứu Lâm Trung. Nợ người ta bao nhiêu tiền? 10 đồng đại dương. Đi, lấy tiền đưa cho hắn. Đi mau. Lão Hồng, anh giải quyết vấn đề kiểu gì vậy? Lão Hồng, đừng để xảy ra chuyện gì đó. Không sao đâu, sòng bạc người ta cần tiền chứ không cần mạng. Xem hắn về tôi xử lý thế nào. Tổng cộng 8 người, chạy mất 3. Sau này đội ngũ phát triển kiểu gì đây? Về rồi à, anh Hồng. Cậu lại đây cho tôi. Anh Hồng, tối qua đi đánh bạc, thua hay là thắng? Anh Hồng, số tiền anh đưa cho họ cứ coi như tôi nợ của anh đi. Nợ cái gì? Cậu định cứ sống bê tha thế này à? Định sống tới mức vợ con mất hết à? Nhìn bộ dạng của cậu kìa, cậu còn biết bản thân đang làm gì không? Cậu làm gì vậy? Anh nhìn đi. Bỏ cậu ta ra, cho cậu ta cắt. Lão Hồng, bỏ ra. Anh Hồng, tôi Lâm Trung xin thề với trời, từ hôm nay nếu còn đánh bạc, trời tru đất diệt. Anh em tốt, đây là cậu nói đó. Tôi tin cậu một lần này nữa. Lão Hồng, xem ra sau này cách làm việc của tôi cũng phải thay đổi rồi. Anh Lỗ, tôi vừa tới nhà ga nghe ngóng rồi. Tối nay có một chuyến tàu chở hàng ngoại. Chúng ta ra tay với nó. Tiền ăn uống rượu chè là có đủ hết. Được, chuyến này chúng ta phải làm. Tôi và Tiểu Pha sẽ đi kiếm một cái xe một bánh.
Tối nay đã nói với Chữ Hoài Lưu rồi, hàng tới là trả tiền mặt ngay. Được, tốt. Hoàng Nhị, cậu với Tiểu Pha đợi tôi ở Liễu Câu. Mấy hôm nay tôi chưa uống rượu rồi, tôi phải nghĩ cách cho lũ sâu rượu ở trong bụng ăn đã. Cậu không đi nhanh lên? Được. Lộ Hán, cậu ta không có ý xấu đâu, là người thẳng tính. Anh tới thăm cậu ta, có rượu này, dù cậu ấy có đang bực tức tới mấy cũng không còn chuyện gì nữa. Được, vậy nghe anh. Đi thôi. Lộ Hán, Lộ Hán à. Lộ Hán, có nhà không? Lộ Hán. Lộ Hán, không phải bệnh đó chứ? Sờ mó gì vậy? Tôi không phải gái đâu. Lộ Hán, thái độ gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có được nước lớn tới. Tục ngữ có câu, anh hùng không đánh khách tới nhà. Cậu thái độ này với chính quỷ à? Lộ Hán, tôi là người thô kịch, lời ngon tiếng ngọt tôi không biết nói. Cậu, cậu không biết nói thì cậu còn lý lẽ à? Cậu thái độ gì vậy? Tôi nói cho cậu biết. Sao lại có lý đó chứ? Đừng giận người anh em Lộ Hán. Tôi tới đây không vì chuyện gì khác, chỉ là muốn chút rượu với cậu thôi. Anh uống rượu với tôi á? Đúng vậy, uống rượu. Anh biết uống sao? Sao lại không biết? Cậu coi thường người khác à? Nào, uống rượu. Uống thì uống, lấy chén to. Mượn quà kính Phật, không uống thì không được. Có quà có lại, rượu mạnh thấy chân tình. Uống, uống. Cậu cười cái gì? Uống rượu đi. Người anh em, anh tới thăm tôi rất nghĩa khí. Ở đây còn hai giò rượu, uống hết là anh em. Sao cứ phải uống hết rượu mới coi là anh em? Chúng tôi là người thô kệch, lời khách sáo không biết nói, chỉ có thể dựa vào cái này. Được, theo ý của cậu, uống rượu. Được, uống. Nào, nào. Sao hả? Uống tiếp. Được, uống. Nào, cạn. Anh Hoàng Nhị, tàu chở hàng sắp tới rồi, sao anh Lỗ chưa tới? Đừng đợi nữa, chúng ta đi trước. Đi. Uống. Uống. Chính quỷ, được rồi. Anh không thể uống nữa. Không được. Uống. Chính quỷ, tôi phục anh rồi, được chưa? Sau này tôi gọi anh là chính quỷ, được chưa? Cậu tưởng tôi là vì muốn cậu gọi tôi là chính quỷ mới uống rượu với cậu à? Đồng chí Lộ Hán, tôi nói cho cậu biết, cậu nhớ kỹ cho tôi, chúng ta không phải là băng đảng giang hồ, mà là bác lộ quân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, biết chưa? Biết rồi. Uống, uống đi. Cậu nói sao? Kayayama lại tới xưởng than. Tôi thấy mục đích Kayayama tới xưởng than không phải để điều tra chuyện Kanayama gấp vốn, mà thực ra là muốn dò la thực hư, xem chúng ta là hạng người gì đó. Có khả năng. Sau này phải cẩn thận hơn đó. Nhưng chỉ cần không để hắn ta nắm được thóp thì sẽ không sao đâu. Đợi chính quỷ về rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn, xem làm sao kết nạp những người muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chuyện này, anh Hồng, chính quỷ say rồi. Chuyện này, chuyện gì vậy hả? Chính quỷ lợi hại lắm, tôi tưởng anh ấy uống được nhiều, ai ngờ ba giò rượu là anh ấy gục rồi. Chính quỷ vốn không biết uống rượu, sao anh lại uống với anh ấy nhiều như vậy? Hôm mới tới không phải anh ấy đã uống rồi sao? Đó không phải là rượu, đó là nước anh Hồng rót. Lộ Hán, Tiểu Pha với Hoàng Nhị đâu? Tôi quên mất, hai người họ vẫn đang đợi tôi ở Liễu Câu. Cậu đi mau lên, cậu đi nhanh lên. Gọi Lượng Tử với Lâm Trung nữa. Sao hả? Ăn hai tiếng đường có phải tốt không? Số đồ này đổi ra tiền, hai anh em ta chẳng phải là ăn tết béo rồi sao? Sướng hơn làm ở xưởng than nhiều.
Anh Hoàng Nhị, mệt quá rồi, chúng ta nghỉ một lát đi. Không được, không được, xe tuần tra của dặn ở phía sau, sắp đuổi tới rồi. Đi đi, đi. Cậu, anh Hoàng Nhị, tôi bị trật chân rồi, dậy mau lên. Cậu, dậy đi, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi quay lại đón cậu sau. Bên này. Hoàng Nhị, chạy cái gì? Anh Hồng, Tiểu Pha đâu? Tiểu Pha bị trẹo chân, vẫn còn ở Liễu Câu. Cái gì? Cháy, cháy, cháy rồi, cháy rồi, lửa lớn quá, lửa, tình huống, chết tiệt, dẫn đi, đi, làm gì vậy? Nhanh lên, ngồi xuống. Nói, bao tải lấy ở đâu ra? Đồng bọn là ai? Đại nhân, tôi nhặt được mà. Nói bậy, mày là Khí Long hay là Bát Lỗ? Đại nhân, tôi không biết gì hết. Đồng bọn là ai? Đại nhân, tôi không có đồng bọn, tôi chỉ có một mình thôi. Mày không thành thật, mày sẽ chết. Nghe thấy chưa hả? Nếu mày không khai thật thì mày sẽ bỏ mạng ở đây. Đại nhân, tôi nói toàn là sự thật. Chúng tôi, người Tảo Trang chúng tôi thường trốn qua gian đường ray, đợi đồ rơi từ trên tàu xuống. Mày bịa chuyện giỏi thật đó. Nhặt được à? Sao tao không nhặt được? Đại nhân, ngài cũng được mà. Ngài chỉ cần ngồi chờ ở gian đường ray, chắc chắn sẽ có cướp tàu ném đồ xuống. Mày là đồng bọn của chúng, mày ở dưới tiếp ứng. Đại nhân, tôi nói thật mà. Bọn cướp tàu thấy xe bọc thép tới, ném đồ xuống rồi chạy. Tôi thực sự là nhặt được thôi. Có khi nhặt đồ bị bọn cướp tàu bắt được, còn bị đánh cho một trận nữa. Khốn kiếp. Này nhóc, cậu còn trẻ như vậy, đại nhân rất thương cho cậu. Chỉ cần cậu khai ra đồng bọn, đại nhân sẽ thả cậu ra ngay. Nói đi. Cái này, đại nhân, tôi nói toàn là sự thật mà. Xem ra mày phải chịu chút đau đớn mới chịu nói thật. Dung Hinh, đại
Đại nhân, tôi nói. Đau lắm, khó chịu lắm, mày nói nhanh lên. Đại nhân, tôi nói gì bây giờ? Tiếp tục, thêm gạch dao. Nói đi, ai là đồng bọn của mày? Ai sai khiến mày? Đại nhân, tôi thực sự không biết gì hết. Đều là lỗi của tôi. Đều là tôi không tốt. Đều là lỗi của tôi. Là tôi không tốt. Đều là lỗi của tôi. Hại Tiểu Pha rồi. Là lỗi của tôi. Anh Hùng, chúng ta phải nhanh đi cứu người. Dương Cường đi thăm dò rồi. Đợi cô ấy về rồi tính tiếp. Đồng chí Tiểu Pha bị bắt, chứng tỏ hành động một mình là không được. Mong rằng sau này mọi người rút kinh nghiệm từ bài học này. Bây giờ nói như vậy có ích gì chứ? Chuyện đã xảy ra rồi, phải nhanh chóng cứu người đã. Lỗ Hán, chính quỷ nói đúng. Đừng có lúc gặp chuyện thì cứ như con lừa bướng bỉnh. Nếu không phải các cậu tự ý hành động thì có xảy ra chuyện này không? Lão Hồng, chính quỷ. Lão Hồng, tình hình thế nào? Nghe Trần Tứ nói, Tiểu Pha cũng cứng đầu thật đó. Thông dịch viên vừa đấm vừa xoa, dùng cả cực hình luôn, nhưng mà không ngoi được kết quả gì. Vậy là coi như Tiểu Pha trộm cướp bình thường, đẩy đi nơi khác làm khổ sai rồi.